Chào cả nhà, đây được gọi là cây cỏ mực hay còn gọi là cây nọ nồi. Cây này được mọc hoang dại nhiều nơi trên đất nước ta và trước giờ, theo y học cổ truyền cũng giống như người dân đã sử dụng nhiều trong việc chữa các bệnh như là tưa nưỡi, nấm nưỡi ở trẻ nhỏ bằng cách dùng tươi, giã nhuyễn và vắt lấy nước để chữa các bệnh như là tưa nưỡi này, hoặc có thể uống để điều trị các bệnh như là viêm họng, chảy máu cam và chữa triệu chứng như là ăn không ngon, suy nhược cơ thể, thiếu máu. Ngoài ra nó còn điều trị các bệnh về tim mạch này, tốt cho gan, trị rong kinh ở mức độ nhẹ, chữa các bệnh như là gan nhiễm mỡ, sốt xuất huyết nhẹ ở trẻ, hoặc là chữa trị mày đay. Cây có tính kháng khuẩn cao, có thể dùng dưới dạng tươi hoặc là dạng khô sắc lấy nước uống hàng ngày. Hiện tại thì shop mình đang bán cây cỏ mực dưới dạng khô. Cả nhà có nhu cầu muốn mua thì hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại mình để ở bên trên nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.